24. Mấy cái micro mà live stream á. Đây. Này bán đầy luôn. Nhưng mà không biết mua về đầy được không. Lên luôn hả? Tính ra đây. Từ từ nghe. Không lên. Bán micro kìa. Vậy ca kia đi. Cách xét hồi xưa. Ừ, mấy cái này em thích rồi. Rồi, cái này đẹp nè. Tới luôn, tới luôn. Mấy cái xét nãy chắc mấy cái cũ quá hả? Rồi, mấy cái cassette này hồi xưa tới giờ. Quay lại đi. Quay lại qua bên kia. Hết đường đó. Cuốn sách gì không? Cuốn sách điện tử gì đó. Rồi. Cái máy căng trắng mà bỏ băng vô á, hồi đó nhà có một cái. Thẳng qua luôn, thẳng qua luôn. Buổi sáng này nè ta bán nhiều, chiều tối nè.